À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. Thì hôm nay xin phép giới thiệu cho tất cả các bác cái dòng dây nguồn, nọt đót và dòng dây tín hiệu. Thì những dòng dây này thì em bán cho các bác cũng khá là nhiều rồi. Đấy, tất cả các bác đều đánh giá cái chất lượng cái dòng sản phẩm này cực kỳ là tốt nha. Đấy, thì mọi chi tiết liên hệ mua hàng các bác liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại trên màn hình kia. Thì bên em sẽ ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Để các bác nhận hàng, kiểm tra làm sao mà đúng với những chất lượng sản phẩm thì lúc đó các bác thanh toán tiền với nhân viên giúp em nha. Đấy. Rồi. Thì không để mất thời gian của tất cả các bác nữa, thì đây, trước tiên em đi cho các bác cái cặp dây tín hiệu lọt đót trước nha. Đấy, thì đây, trước mặt các bác đây chính là một cặp dây tín hiệu lọt đót Udin 2. Đấy, dòng này thì rất là cao cấp rồi. Đấy, đây, em ra cầm để em quay cho các bác cùng tham khảo nha. Đấy, các bác có thể thấy được cái chất liệu mạ bạc của dòng này này. Đấy. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Chất liệu mạ bạc này. Đấy. Bên ngoài này nó là một lớp chống nhiễu bằng giấy bạc đan xoắn lại này. Tất cả các dòng dây này các bác nhìn, lõi nó đều đan xoắn lại. Đấy, các bác để ý những cái hãng nổi tiếng như Kimber chẳng hạn, đa số những rất là nhiều cái dòng dây nha, người ta đều làm một cái cấu tạo là đan xoắn để cái độ chống nhiễu của nó làm sao nó ổn định hơn, nó tốt hơn. Hay là kể cả là cái dòng lọt đót như này cũng vậy, người ta làm cái cấu tạo là đan xoắn như thế này. Đấy, để nó một là cái tốc độ truyền tải, cái hai nữa là cái độ chống nhiễu của nó cực kỳ là tốt cho tất cả các bác nha. Đấy. Thì cái cặp dây này thì đây, coi nhìn Udin 2 rất là đẹp. Đấy. Đầu giặc em quay anh em xem nha. Đấy. Đầu giặc em quay cho các bác xem này. Đấy. Đầu giặc của nó là dùng được sử dụng đầu giặc holo. Đấy. Hàng của nó là hàng made in Vera, các bác nhìn chưa, rất là đẹp, rất là cao cấp cái dòng dây tín hiệu như này nha. Chân giắc của nó thì đều được mạ vàng công nghiệp 24K hết. Đấy. Đấy, những cái dòng dây như này thì bác đánh cái tiếng thì nó rất là hay rồi. Đấy, bán mấy cặp cho các bác rồi. Đấy, tất cả các bác đều đánh giá cái dòng này cực kỳ là tốt, có chất lượng sản phẩm nha. Đấy, và cái giá thành của cặp này thì giá nó cũng rất là bình dân thôi. Đấy, nếu mà 1 mét của nó thì giá là 4.600.000, còn 1.5 mét của nó là 5.800.000 nha. Đấy, 1 mét rưỡi là 5.800.000, còn 1 mét là 4.600.000. Giá là bên em sẽ bao ship cho tất cả các bác. Các bác nhìn chất liệu sản phẩm cực kỳ là tốt. Đấy, các bác nhìn chất liệu của nó này. Đấy. Cấu tạo của nó là đồng mạ bạc. Dòng này là đồng mạ bạc nha các bác, không phải là bạc hết đâu. Đấy, có rất nhiều bác hỏi em là dây bạc hết không. Để nói với cái dòng mạ bạc hết thì theo em biết là chỉ có Van Den Hui thôi. Đấy, Van Den Hui thì em nhớ có một dòng dây đó là bạc hết, bạc tinh khiết. Nhưng mà cái giá thành của nó thì để nói là thị trường Việt Nam mình thì chơi thì hầu như là không có đâu, rất là ít. Và cái giá thành rất là cao. Và cái dòng đó thì kể cả là nhà phân phối nhập về nó cũng không có nhập về nha các bác. Đại lý phân phối của Van Den Hui cũng không có nhập những cái dòng đó về. Giá thành cực kỳ là cao. Nên là cái chất liệu của nó thì đa số là đều là sử dụng đồng mạ bạc. Đấy, đồng mạ bạc nha. Rất là cao cấp này. Các bác có thể thấy được. Rồi. Đấy. Xong cái cặp dây tín hiệu nha. Cặp dây tín hiệu em báo giá và chi tiết sản phẩm dưới của các bác rồi. Tiếp đến. Đây. Tiếp đến. Đây, quay anh em với thằng dây tín hiệu dây nguồn lọt đót nha. Đây. Thì thằng này nó là dòng lọt đót Udin 1. Đây, các bác nhìn này. Đó, lọt đót made in Vida. Các nhìn chưa? Đấy. Riêng thằng Udin 1 thì nó lại sử dụng đầu giắc của Furutech, đầu giắc carbon của Furutech nha các bác. Các bác nhìn đây. Đó, đầu giắc carbon của Furutech này. Đấy, để em quay anh em xem. Đó, các bác nhìn đây. Đó, chất liệu sản phẩm thì cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, dòng này thì chỉ sử dụng cho những bác nào mà đang có những cái dàn những cái con âm ni hay là những con bao rè tầm đời cao một chút thì các bác nên sử dụng những cái dòng dây nguồn như thế này. Đấy, ít nhất từ những cái dòng con như Acophay tầm 6 E600 là lên là các bác sử dụng là ok rồi. Đấy, 650 các bác sử dụng những dòng dây nguồn này cũng rất là ổn định nha. Đấy, và một sợi dây nguồn lọt đót này thì dài 1.5 mét. Đấy, các bác có thể thấy được cái cấu tạo lõi dây của nó này. Đấy, cực kỳ là cao cấp. Đó, có nhìn thấy chưa? Đấy. Và một cái sợi dây nguồn này thì giá em đang bán cho các bác mức giá là 4.500.000 nha. 4.500.000 một sợi dây nguồn lọt đốt. Đấy. Còn tiếp đến là thằng
dây nguồn lọt đốt UD2 này, thằng này giá thành nó sẽ cao hơn chút. Đấy, cao hơn cái thằng kia nha. Đây các anh nhìn đầu rắc của nó, thì kể cả là dòng dây tín hiệu nó vậy, đều là sử dụng những cái đầu bộ đầu rắc của hãng luôn. Đấy, đầu rắc Holo, tức là đầu rắc của hãng luôn nha. Các anh nhìn chưa, rất là đẹp. Quay anh em xem đây, đầu rắc này, đầu rắc cái này, Holo đấy, made in VA này. Đấy, bên này cũng vậy, quay nhìn thấy chưa, Odin 2 made in VA này. Quay nhìn dây này thì còn rất là đẹp nha, dây này cực kỳ đẹp, nó là hàng trưng bày nhưng mà chưa qua cắm rút đâu, còn đầy đủ hết rồi các bác. Đấy, và cái sợi này thì Odin 2 này giá thành nó cao hơn. Đấy, cái sợi này thì giá là 5,5 triệu một sợi nha. Đấy, giá đều dài 1,5 mét hết. Đấy, thì hôm nay em giới thiệu các bác thứ một là dây nguồn, hai là cái dòng dây tín hiệu lọt đốt. Đấy, thì những cái dòng này là dòng cao cấp, thì những bác nào đang có nhu cầu, đấy, các bác có thể alo cho em, thì bên em sẽ gửi hàng cho tất cả các bác thôi. Đó, thì Huy Cường Audio cũng xin kính chào, hẹn gặp lại các bác ở những video kế tiếp. Thì trước khi dừng video, các bác nhớ đăng ký kênh để được theo dõi những video thường xuyên hơn ở bên em nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ạ.